cái trường hợp của thằng Luân cũng nhỉ, trường hợp của nhà em gái anh là em thấy tự tự giống nhau không? À, hai thằng man dợ như nhau luôn. Cái thằng nhận vợ là cãi nhau mà quần áo đồ mang ra ngoài kia đốt sạch. Nó dậy mà. Đó bởi vì gì nhỉ? Đốt chắc không còn giờ đây giờ đốt cả luôn. Mà chữ hai bình cho hai chiếc. Em biết rồi, lý do. Đây này. Tức là chị buôn bán đồ, chị buôn bán quần áo, thì bây giờ chị đi ship đồ. Nhưng mà chị đi từ lúc 3 giờ chiều. Nhưng mà thằng này nó về nó hỏi hai người con đang còn trẻ con, nó không biết gì, nó hỏi mẹ đi từ trưa. Bắt đầu nó nổi máu ghen, nó xách căn xăng đến tìm chị này. Tìm đến là mấy người chung đấy. Là nó tạc luôn. Có nói chung là trẻ rõ ràng luôn nè. Ờ, nó về nó hỏi mẹ đâu? Nó bảo là bác Hoàng chở mẹ đi rồi. Đó, bác Hoàng là cái con nhỏ mà nằm trứng ấy, là con Nga là vợ của ông Hoàng. Vợ ông Hoàng là bạn của chị này. À, đó, con Hoàng là bạn của chị này. Con này không có xe. Thằng này ghen với cả bạn của vợ của chồng. Chị nghe này, con này không có xe thì bắt đầu nay cao độ to quá đi. Vâng. Thế đi thôi nhờ anh chở qua đấy để mà phân đồ ở đấy. Thì thằng đấy vợ đồ to chở được, thằng đấy chở qua đồ về trước. Vâng. Đấy, rồi quay lại. Quay lại là cháu này qua đấy làm gì để mà phân chia đồ để mà tính tiền đấy. Vâng. Thì bán chung với vợ đấy. Vợ thằng Hoàng á, trở đi á. Giờ con bạn đấy ấy. Về đầu thì thằng này hỏi mẹ đâu, thì bảo đấy mẹ đi bác Hoàng chở. Xong thấy về nó ông ghen về nhà mới làm vừa trong nhá. Đấy là xách cái xăng thì tới phòng trọ đó. Thì đây đi gặp như vậy thằng kia bảo ai à, đây có thằng Vũ mà con này nó chơi không thân. À đây là cái Vũ. Thì thằng Vũ bảo là đây là tôi coi như là Vũ đây, tôi coi như là em cũng mút thôi. À. Con này vừa trong toilet ra mà biết gì không toilet ra là thì tao này về cái xăng rồi. Ông thôi vậy, ông gan là đổ xăng luôn. Đó, bật cục quẹt ông quăng vào đó. Đó họ cháy, cái bài đạo đè này kéo áo trước, nó đè cái này xuống đất á. Đằng con này vùng vẫy rồi cháy tay đó, tí cổ là nó mới thả. Con này thả nó chạy như vậy. Nhà tắm. Đúng. Số nước trên đầu ra là đó rồi á, cái phúc còn nó chẳng gì về đó, cái chẳng gì đó mình chẳng nó ghen mà ghen có vậy đi, nó thật sự nói chứ, mình có ghen hay nếu mình không bỏ thì mình như vậy, đúng là đâu mai mà làm vậy, là đâu chẳng ai mà làm vậy, ác ôn vậy, cái vụ mà đấy là chị Linh này là đã có như thế nào với ông Hoàng gì đấy chưa? Nhiều lần chưa? Anh em mà. Thì anh coi như anh em chơi chắc là ông thằng chồng của chị Linh này nó nghĩ là nhiều lần rồi đúng không? Thì đã chị đã chơi nhỏ xưa rồi mà. Chơi lúc mà còn mà lúc mà tại vì chơi nhau mà lúc mà thằng tôi hai vợ chồng cũng chưa đến nhau mà. Tại bên bên cái là mà chị này á cũng là bên xóm nhà chung mà, bên xóm mà. Thân nhau mà. Đấy là đấy. Còn lại chính là hai chị em thân nhau, chơi nhau mà bán đồ chung nhau mà. Thân nhau lắm, không phải là nhà mới biết đâu. Ghen. Đâu phải bạn nói. Ở đây bình thường chưa game đồ đập đạc là đốt đi mà. Đấy nó ở đây một đồ nó đốt đi mà. Nó là vậy. Nói để cho nôm na dễ hiểu cái này thay. Tức là vợ tao với cả vợ mày là hai người bạn thân. Tao mày không biết nha. Thì đó thì tao mới đi làm, tao về tao hỏi con tao đâu. Thì vợ tao bán đồ. Thì đi qua nhà mày xích đồ nhưng mà mày chở vợ tao. Tao thấy thế tao ghen. Chính xác kiểu đó nó kiểu vậy đó à, kiểu vậy. Nhưng mà một lần không ghen phải nhiều lần chắc nó sẽ ghen. Nhưng mà cái kiểu đi làm ăn mà có khi mà nó nhờ phải đâu cũng đúng rồi, đúng rồi. À không có xe, có xe thì đó. Không đi làm, con này không có xe mà nhờ thằng lấy chở để đồ ship đồ đấy, bao đồ to mà đúng rồi. Đó là vậy thì chỉ nhờ ship đồ, ví dụ như mày chở vợ tao đi ship đồ, đi coi chở qua nhà mày ship đồ là tao nổi máu ghen lên thế đó. Mà khổ cái con này không có xe, mẫu xe là trông đi làm. Đấy con này đó. Thì đi quên lấy đồ, san sẻ bán gì đó này. Cái thằng kia chạy đồ này, anh ơi, điện cái chở, anh ơi, chở này đi, chạy có bến. Chi đồ để tính tiền hết đi. Đó là vậy. Thì là biết sao mà ghen mà không được, em nói thật như thằng này nó ác quá. Cái này quá ác, tàn nhẫn. Tàn nhẫn quá đi. Quá tàn nhẫn, không phải của con người nữa. Vâng. Dù gì chăng nữa thì cũng là vợ mình. Rồi anh nói tay gối có hai mặt con đúng không? Thậm chí bảo như tôi giờ bảo với cái con chuột đổ xăng đốt có thể thì tôi không dám. Vâng. Tôi không dám đây này, con người chứ thì vợ của mình nữa. Thế là không phải đúng không? Đúng rồi. Thế anh em người dân đức lẽ còn xin nó gặp nhau còn thương nhau. Dạ. Không lẽ vợ mình là như vậy thì thấy
thật sự không còn gì. Em chồng của chị Linh tên gì ạ? Tên là Đỗ Minh Tuấn. Đỗ Minh Tuấn. Anh Đỗ Minh Tuấn này là đã gọi là nhỏ tuổi hơn và có nhau hai mặt con. Đúng thì rồi. Anh Tuấn này là anh có hai con gái gú gì không? Gái gú thì tôi không biết. À, tôi thấy chị về nhà đập phá đồ, đốt đồ thì là... Thằng này chị bảo là nó chơi game. Nó chơi game mà nó nghiền lắm á. Mấy cái ở đây ham trời không làm ăn là cứ ngày này game. Đó. Ở trong nhà game bắn cá hay game gì? Không biết game gì rồi, game thật sự mà tôi không đặt game mấy. À thế nó thành ra chơi game lắm à. Nhưng mà anh bình thường ở với nhau là cũng hay đánh nhau đánh đập nhau lắm à. Không đánh đập không thấy mà thấy cửa kế này nó đập. À, bẻ kế rồi nhá, rồi người ta cái bàn ghế nôi ra ngoài đất trống lại đốt. Quần áo đốt. Trời ơi. Cửa nhà tắm nó đá luôn, nó dẫn nó đá luôn. Đó đi nó tắm con, nó là, đánh con là tức là từ trước giờ cái gì nó cũng đốt à? Vậy đây, vậy rồi. Là thằng này nó kiểu nó ngấm ở trong máu rồi nó hở hở ra cái nó đốt. Cái nhà vợ nó là bây giờ nó mang quần áo ra nó đốt. Giống mày, giống như thằng Luân á, nó thích nó vũ mùi của nó đánh vợ để sướng cho bản thân nó sao? Cởi áo vợ ra, cởi hết đồ ra. Luân ở Hải Dương là lột đồ ra nó đánh. Nó không gọi mặc đồ thường hay đánh đâu, nó bắt lột đồ ra. Lột đồ xong nó bịt hết mồm lại xong nó lấy cái cây móc phơi nấu hơn nóng lên xong nó dí vào người. Đó là thằng Luân, đó là thằng Luân. Còn cái ông Tuấn này thì lại có cái chiêu là đó là lột đồ. Thích lột đồ. Cứ hai mình cãi nhau vợ nhận là đốt đồ hết, đập phá đồ. Không, nói chung là trong mấy ngày nay này mà là cái trường hợp của thằng Luân nhỉ, trường hợp của nhà em gái anh là em thấy tự giống nhau đó. À, hai thằng man rợ như nhau luôn. Cái thằng này nhận vợ là cãi nhau mà quần áo đồ mang ra ngoài kia đốt sạch. Đó. Nó dậy mà. Đó bởi vì gì? Đốt chắc không còn đây là giờ đốt cả luôn. Mà chứ vừa đi làm về không thấy vợ đâu, phát nghe thấy con nói một phát một là đã xách can xăng ra, nổi máu công đồ là dí vào người vợ đốt vợ. Cái nhóm vợ mà cái bàn bộ bàn ghế mà bên ông Đoàn mà lúc mà ông chủ nhà này, chủ hai ông trọ này cho đó ở nhà nó mang tức vợ là mang ngoài ngồi trên đất trống này nó đốt luôn á. À trời ơi vậy mà cái đó mà cứ tức vợ đốt giờ đã này không còn đốt vợ này sao bây giờ là đốt vợ vẫn có hay gọi hàng xóm mày quậy hàng xóm hàng xóm không vừa quậy thế hàng xóm thì nó ít tiếp xúc lắm tại đi làm về thì nói chung là nó dân đó không nhà mới làm nè mới làm mấy tháng này. Ừ. Đi làm được lúc mà nó chưa đốt vợ nó đi làm được như là mấy tháng đốt vợ thì ra nó về làm hơn một tháng nữa thì nó có tiền thì nó tốn gì bắt nữa đấy chưa là xong rồi khi mà chị về đây phát nó còn bao nhiêu tiền là gom hết của chị đi về bắt luôn đúng rồi nào bao nhiêu chặt nó gom thằng này đúng là nó khốn nạn quá nhỉ. Nên trong khi đó chị đã vậy nó mà gom hết chị đâu còn gì để ăn để sinh hoạt nữa mà con người lương tâm á thì nó để cho 50.000 đi ha. Vâng. Thì nó đỡ đi. Thì con bé này đói thì có thể mà lết bộ ra quán gần để mua có mì gói nữa đi. Mà nếu mà tôi mà không ở kế bên thì bé nó chết thì làm sao? Đúng rồi. Ta bây giờ nó biết kêu ai nó đi không được nó nằm tại chỗ. Vợ đó. Mình nó đã như vậy rồi mà còn không biết đường bé. Nhưng mà nói thì nói nha anh, em thấy cái bố mẹ chồng của chị này cũng vô lương tâm nha. Có khả năng bênh con đấy chứ không phải là gì đâu. Nếu mà là người có trách nhiệm đấy thì từ ngoài đấy đã có thể ở trong này mà chăm sóc chị ấy, chứ không phải là. À đây tôi kể cho mấy chú nghe này. Như vậy này, lúc mà thằng Tuấn á đốt vợ xong á, là bây giờ chồng nó á nói câu này nè, gọi điện cho bé Linh này. Thôi con ạ, con đừng có nằm đơi con thưa đó. À, mày con thấy đó. Đó, mẹ bây chồng. Giờ mẹ chồng nó đấy, con đừng làm đơn thưa nó. Bây giờ con thưa nó, dụ nó ở tù quá rồi. Thứ nhất, con đang bày ai chăm sóc con, rồi con cái ai nuôi, nó vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cũng chả gấp trong đường đồng nào. Nếu mà chăm được thì nó là gì? Còn anh nó chết. Đó, rồi còn như vậy nữa. Nói gì nè, mình mẹ chồng nó gọi là bác hai, thay vì bác hai con đó. Bác hai với này biết là bà ngoại nó làm đơn, chẳng sao đâu. Ăn thua là à, vợ nó làm cái còn bác hai bên nó thua thì vợ nó ký rồi nó mới dùng mà không lẽ giờ vợ ăn cơm hay là nói ăn kích ví dụ nó thật nó bà nó sao vậy để làm đơn mà thơ chồng đi là ai chăm sóc nó ý bà nói vậy đó được này vậy là tức là cái bà già chồng rồi cố tình dẫn dắt cái chuyện là để qua mặt ấy là để cho chị không phải thưa dụ làm cái lời ngon ngọt. Đúng. Là để cho chị thấy biết là cái tâm lý của chị đang thấy vẫn còn tội thương bắt đầu không tố cáo chồng đúng rồi chính xác nó dắt nói chung nó dắt mũi chị đúng nhưng mà chị thấy sao chị Linh nói sao thì Linh bảo bây giờ hôm nãy giờ nhà đấy mẹ thấy không con của mẹ đứa con như vậy
mà không có một lời nào xin lỗi. Đó. Con bây giờ trong khi là mẹ là còn xúi con như vậy, trong khi ai bảo đừng có nghe đời anh hai, đừng nghe đời mẹ con, trong khi gia đình con anh hai anh ruột mẹ mày ruột, không nghe mình có nghe ai? Đúng thôi mà. Giờ mẹ mẹ ruột với anh hai ở đó không lẽ nó nghe mẹ chồng? Dạ, dạ. Mà trong khi là chồng nó đốt nó, không có một lời nào xin lỗi nữa. Thì hỏi làm sao mà cái chuyện này mà bảo mà con em tôi mà nó bỏ qua được. Vừa trong cái vụ này em thấy là cái lòng dạ của bà mẹ chồng này cũng giống y như cái thằng con không? Thương thằng con ruột hơn là con dâu. Thiệt luôn à. em nói cái câu mà bà mà nói cái câu là con đừng kiện nó thằng nó nữa. Đó. Cái đấy không khác được thế nào luôn. Cái đấy là âm mưu luôn đấy chứ không phải là âm mưu để cho chị ấy, không phải kiện để không phải cho con mình vào tù. Nghe máy thử coi này. Alo. À, tắt rồi. Đấy có ai mà bảo cứ khuyên nó đừng có một dâu gì đúng không? Nó vậy đó. Nói là bác đừng chia sẻ bằng tay đây. Con đừng có thưa chồng con để làm gì để nó chăm sóc con với nuôi hai đứa nhỏ trong cái đấy nuôi đâu. Thế làm một tháng mấy trời có tiền cho nó cùng hết. Bây giờ là có phải là anh đang ở là anh làm như vậy? Anh vợ anh xấu rồi, anh chê vợ anh đúng không? Không có chị Linh đây, tôi dám nói. Cái này là anh này là anh ấy đang chê vợ xấu tạp cho người vợ, không chịu trách nhiệm, chê cho người vợ xấu, bắt đầu bỏ đi, bỏ về bác làm gì, lấy vợ khác, có phải như vợ như lời chúng tôi nói không anh Tuấn? Đấy, anh vô anh xem xét là anh coi lại, còn không thì anh phải chịu trừng phạt với pháp luật, chứ không để cái tình trạng này mà không có nói lời xin lỗi, ngay cả bà mẹ chồng cũng vậy, bà mẹ chồng phải lên tiếng đính chính, chứ không sự việc này là ông đi tù là cái chắc mẹ chồng lấy kiểu bênh con mà bênh kiểu trong mù quáng luôn, bất chấp luôn. Tôi đàn hai đó thật sự là tôi rất bức xúc. Thay vì đấy em tôi bức xúc chứ chắc anh bây giờ đó đúng ba em tôi nằm dậy mà giờ đi đứng chưa yên đấy đụng phát tay cho người chảy máu đây bây giờ chúng ta bỏ mẹ không nằm ròn đến con nó không đến chồng nó không nằm ròn chồng mà trước khi về còn quẵng luôn cả 5 triệu về đúng là nhục thật. Hỏi làm sao cái đời này mà cái sự công bằng không biết ở đâu đó. Và anh nhiều lúc mà quẵng 5 triệu về trong nhà còn cái gì không? Không còn hết. Nó đã bảo bao nhiêu tiền nó vơ hết về để hai đứa con bây giờ thấy đẻ trong bên ngoại rồi. Còn hai đứa con bây giờ của chị Giao với chị Linh á, có thấy gửi đồng nào không? Không gửi đồng nào hết rồi. Sao như là bên nhà của tôi coi như là lo hết. Từ lúc mà bé lên là bệnh viện như vậy cái giờ này rồi cũng đi vay mượn rồi để lo cho em không nhé thì mình để nó chết không được. Đánh mặt đàn ông như cô bác. Nhưng mà nó cũng có hai đứa con mà từ bữa giờ nó về nó không hỏi han con nó như thế nào. Từ bữa giờ rồi nó chưa không gọi cho con mà có thằng con nhỏ nó gọi điện cho nó không phải gọi cho anh ba nó gọi nó về thăm hết tất cả nhà họ đấy. Thì bà đâu nó bảo nó không gặp mà ba bố mẹ thì đưa nó gặp. Gặp rồi nó chuyện mình mấy con thằng con 6 tuổi á. Nó không gọi điện về đây. Đó giờ nó không có điện hỏi thăm con hay làm sao vậy? Đây cô gần đây có ai chứng kiến được khu vực đó, có ai chứng kiến được không? Có ai chứng kiến hay quay phim được không? Không, nó đốt hả? Đấy, không có gì là chỉ có một cái làm chứng tôi dắt ra ngoài vừa qua làm chứng có thấy có người làm chứng thì tại trong phòng có mấy người mà bây giờ mấy người kia người ta cũng sợ liên lụy người ta không dám làm chứng mà có một người đang ở phòng làm chứng đó có mấy người đó tại trong phòng có mấy người mà lúc mà nó làm trong lúc mà đông người mà có mấy người có hai ba người đó mà lúc tạt xăng người ta hỏa nó chạy hết rồi à. Tức là chị đi giao đổ bên cái phòng trọ bên kia đó, thì bên phòng trọ nó có người có người nhưng mà người ta sợ người ta không dám can à. Đó tạt xăng người ta bỏ chạy hết rồi nó bật quẹt nó dục quẹt vô coi à đúng rồi người ta chạy hết có lẽ mà xong dám vào đó dễ chứ mà lúc có tưới xăng này người ta bỏ chạy rồi sợ đó lúc mà người ta hỏa chạy con này á quá dã man đồ tự đổ xăng cái đầu nó bật quẹt lên đó rồi là con nhỏ là xong tôi thì với chú ở nhà nó quần áo đốt hết bàn ghế bàn cho đốt hết cái đầu này tính là nó thích đốt thì sao cũng được cứ mà cãi nhau mà với vợ là mà đốt mỗi người mỗi tính của bác mỗi người mỗi tính đó. Này tính này nó cọc với lại nó thích như vậy đó điên như tính tức là thằng này nó không biết là có nhập có gọi là có chơi với em nó chơi game này nữa, game đó biết có đốt đồ gì hay không nè? Không biết cái đó mình tại tôi là không biết là nó có bùa hay là nó có chơi ngã gì hay không nhưng mà thằng này em để ý là nha, những cái gì liên quan tới nó là đều là đốt hết nha, đốt quần áo này, đúng là đốt, đốt vợ, đốt bàn ghế, đấy đốt vợ luôn. Mẹ thằng này ở với ông bà già nó có ngày nó đốt cả người nhà người thân nó đồ thịt nữa. Thằng này nó đốt anh thấy không? Cái gì cũng đốt thấy không? Tôi hỏi mấy chú này, vợ là em đốt,
không dám cái gì đó, còn sợ ai nữa, không sợ ai nữa. Đợi gió tôi dám đốt thì họ trên đời này ở đốt gần đó, ở gần đó có chừng nó bây giờ nó xuống có hai mặt con rồi, nó dám đốt vậy thì cái gì không dám này, không biết suy nghĩ. Nên bây giờ không bây giờ tốt gợi gì. Nên bây giờ thôi tụi em để cho anh nghỉ ngơi xíu rồi có gì tối rồi thì có gì anh gọi, sẽ anh lên gọi những cái tin tức mới nhất đưa lên cho cô bà cô dì chú bác xem. Nên là cô bác phải chia sẻ để tụi em mới đòi lại công bằng công lý cho chị Linh này được. Chứ mọi người không chia sẻ là tụi em không thể nào mà lan tỏa được cái những video này. Tội. Nói chung cô dì chú bác xem là hiện tại ở đây ấy là chị ở một phòng rất là tội. Nói chung là có một mình chị ở cái phòng này à. Nhờ nhé cô bác. Đó. Hên ở đây có anh ở bên cạnh thì anh còn qua cơm nước cho đỡ đần cho chị. Đấy mà đó mà nó về mà không có tôi ở cái không có anh ở cái ở đây sao? Không biết là sao luôn. Thật vậy, tại vì nó đi không được, nó không được. Rồi. Một phần là chị bị thương thì đi không được nữa, một phần là bị thằng chồng nó lấy hết sạch tiền rồi. Đó. 5 triệu đấy. 5 triệu mà nó trong người chị còn có mấy mà nó cuốn hết sạch tiền nó mang đi về ngoài Bắc rồi, bây giờ hỏi mọi người coi chị sống bằng cái gì? Cuốn cái lúc mà đi viện về hay là cũng lúc về Bắc á? Về Bắc là lúc chị về đây vẫn ở đây từ viện về rồi đúng không, viện về rồi đó, nó Bắc nó mới lấy tiền về Bắc đó. Cuốn nó coi như nó trốn luôn, nó coi nói thẳng ra nó còn trốn đó, là nó sợ chăm, một phần nó sợ chăm, một phần chắc là nó sợ này đâu người ta đập nó hại cả đời. Về nó về đây làm được còn hơn một tháng đó, nó có tiền đó, nó đưa đi vợ 5 triệu xong đầu nó lại lấy lại sáng ấy lấy sạch hết lấy tới Bắc luôn, nó về không lại còn bày đặt nó không biết một cái gì mà lại còn bày đặt để lại cho vợ 5 triệu bị đặt để lại xong hôm sau lấy mất. Đúng rồi để vào để này để đặt sáng hôm sau lấy mất đó, lấy là đi về không biết có gì nó. Nhưng mà nói chung là nó về bao lâu rồi đấy, cái này mình không nhớ mấy, khoảng không nhớ mấy, tính tin này là chắc nếu mà một tháng hơn tháng thì chắc là 2 tháng mấy 3 tháng rồi, còn đấy không đến đâu, tại nó về nó làm một thời gian nữa, nó làm đêm một tháng hơn tháng nữa. Vậy tính ra nó mới về đây chứ đâu, về đây chắc tầm các em gái đã đặt chính tôi nói không chính xác mấy, cứ mà gần tháng đi. Vậy trong khoảng ấy mình án chừng thôi. Bắc Giang đúng rồi. Thôi gọi Bắc Giang tỉnh em sẽ có thế phần sau để chia sẻ với tất cả mọi người nha mọi người. Thôi bây giờ xin phép mọi người em dừng cái clip này ở đây nha. Để thiện tắt camera.